Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì hôm nay Uyên Quỳnh rất là vui cả nhà. Thì Uyên Quỳnh được anh Cao Minh Tâm, chủ cơ sở sản xuất khẩu trang, nhờ giới thiệu đến quý vị khán giả. Hiện tại anh có 3 loại khẩu trang được sản xuất tại Mỹ. Đây là loại khẩu trang 3 lớp và một hộp đó là 50 chiếc cho cả nhà. Thì một hộp như thế này thì chỉ có 5 đồng 50 cent một hộp mà thôi ha. Là loại này là loại 3 lớp nha cả nhà. Loại blue 3 lớp, loại 3 lớp này 5 đồng 50 cent. Và loại thứ hai đó là loại 3 lớp màu đen. Thì loại này là 6 đồng một hộp, mắc hơn loại blue 3 lớp chỉ có 50 cent thôi. Thì đây nè cả nhà, đây là còn loại thứ ba đó là loại cao cấp nha cả nhà, đó là 4 lớp màu xanh luôn. Nhưng mà loại cao cấp, loại này thì 7 đồng một hộp, nó hơi dày hơn một chút. Thật ra trong mùa đại dịch này thì khẩu trang rất cần thiết cho nhà nhà chúng ta. Những anh chị nào làm ngành nail thì mình nghĩ rằng chắc là sẽ không bao giờ thiếu chiếc khẩu trang. Và nhất là đây là khẩu trang được sản xuất tại Mỹ. Và tên công ty được in trên mác rất là khéo léo, cho nên các anh chị sẽ không lo lắng sẽ bị hàng giả các anh chị nhé. Nào, các anh chị có thể nhìn thấy đây. Nếu các anh chị nào muốn order khẩu trang thì vui lòng vào website của công ty và số điện thoại của Cao Minh Tâm Uyên Quỳnh sẽ để ở dưới phần quảng cáo này. Cả nhà có mua thì liên lạc trực tiếp với anh Cao Minh Tâm luôn nhé. Uyên Quỳnh nghĩ trong lúc này nhà nhà đều cần khẩu trang hết. Thì chúng ta hãy chọn loại khẩu trang sản xuất tại Mỹ tốt hơn cho bạn. Và khi quý vị order 20 hộp khẩu trang thì được free shipping, ngoại trừ Alaska và Hawaii thì công ty không free shipping đến đó. Nào, xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ kênh Uyên Quỳnh trong thời gian qua. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình kết nối yêu thương hôm nay nhé. Chị chào em ha. Dạ, chị rất vui chào đón em đến với chương trình kết nối yêu thương nha. Dạ. Em có thể cho biết em tên gì và em chào cộng đồng ha. Dạ, em tên Tòm, em tên Tòm, con Nhi Dũng. Em có thể giới thiệu với bản thân mình ha. Dạ. Dạ. Em tên Tòm, sinh 19 tháng 3. Rất vui được sang thăm chương trình với chị. Em hiện đang sống ở đâu? Dạ em đang sống và làm việc tại ở Long An đó chị. Ở Long An hả? Dạ. Em đang làm công việc gì hả? Dạ em đang làm công ty với chị. Công ty dần da. Công ty già da hả? Dạ. Em làm nó được bao lâu rồi? Dạ cũng năm mấy rồi chị. À, trước đây em làm công việc gì? Trước em đi có gia đình, em đang làm ở với bên vợ. Rồi chia tay, em muốn lên quê em làm. Em có gia đình bao lâu rồi? Em có gia đình 10 năm rồi chị. Rồi em có con cái gì không? Được không đấy? Bên em nuôi con hả? Dạ. Mẹ em nuôi con hả? À, mẹ nó. Nó dạy nó tắm mẹ nó là lúc trước thì nó dạy nở cho em. Thôi về mẹ nó tập rồi nó không dạy nó thôi, nó dạy con ở với mẹ luôn rồi. Dạ. Rồi con em mấy tuổi? Con em nay được 11 tuổi rồi. À. Rồi lý do gì sao hai vợ chồng chia tay em? Cũng em cũng đã đi lên bàn về rồi tới hôm về tôi sẽ anh phải chia tay thời gian để đi sống đi trả hiếu cho mẹ. Em nói xong là lúc đó người ta hiểu làm sao mình chưa có gia đình, mình cũng tạo về có gia đình mình phải làm kiếm tiền con tương lai cho con, gia đình cũng chế thì sao mà nói chuyện tiền vậy.
nói thôi, nếu mà nghĩ vậy thôi thì chị ta thì cứ tắm nhận nó để trả thế được. Anh thì không phải anh không trả thế đâu, anh cứ hiếu cho gì mà nó không trả thế gì tắm lại anh được. Thì anh nhớ chị ta cho anh dạy anh chị ta cũng được. Rồi em nói vậy rồi tại sao em không nói gì hả? Tại vì những chị ta thì biết nói gì vậy. Dạ. Yeah. Chứ em cũng làm nó là anh chứ em đâu có nghĩ gì dạ em muốn nghĩ gì đâu. Nhưng mà cô nói coi nếu mà muốn chia tay làm trả hiếu cho con mẹ cho mẹ hả cho mẹ là bằng cách nào? Em cũng không hiểu, nhưng mà đi làm em tính tiền trả cho mẹ, em không biết sao. Vậy bây giờ nếu mà em muốn tìm một người yêu cho em á, em muốn người đó như thế nào ha? Dạ, người cũng không cần lấy gì nhưng mà tình biết cho sang khỏe, chia sẻ những tấm lòng chân thật đối với một quý mến vừa đủ nó mới được. Em muốn người đó thật lòng với em hả? Dạ. Em có muốn người đó có chiều cao khoảng bao nhiêu không ha? Tầm nhát rưỡi cho cái lên cũng được. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m68. Em cân nặng bao nhiêu? Em 57kg. 57kg được. Em những ngày cuối tuần á em có thường hay ra ngoài uống rượu với bạn bè vào giờ những ngày cuối tuần không? Dạ thì cũng có chị, có cũng ít thì uống rượu cũng có uống vợ chỉnh gì về bạn bè rượu cuối tuần người ra mỗi ngày lên như gì về. Em uống có nhiều không? Em uống được nhiều không? Dạ, rồi em có hút thuốc không ha? Dạ cũng có. Một ngày hút được bao nhiêu điếu? Đi làm công ty thì làm đi nghỉ chứ hai ngày đó thì ở nhà làm công ty có thai cũng hai ngày ba ngày hết đốt. Em nghĩ là mình có điểm mạnh gì hả? Em điểm mạnh em quý em thích làm lo cho vợ con thôi. Em thích gì hết. Vợ con thì vui vẻ là em vui rồi. Ở hiện tại là em đang ở là nhà của em hay em đang ở nhà thuê? Dạ em ở nhà trọ chị, em làm dịch thì không có về quê được hết chị. Dạ, ở nhà trọ. Ở dưới quê em có nhà cửa gì không? Ở dưới quê nhà cửa là nhà của em. Tại vì lúc đó em cưới thì em ở bên vợ, rồi cất nhà ở bên vợ. Giờ nhà cửa thì nhà trời, nhà nước lấy cái bồi thường. Thì có nhà mình nhà với bên vợ, giờ em về em ở cái nhà. Còn nhà nước lấy bồi thường là sao? Nhà đó là đang trong khu giải tỏa hả? Dạ, đang quy định dự án của nhà nước làm nhà máy nhiệt điện đó chị. Dạ. Đó là em nói là đất của bên em đó hả? Đó là đất của người đó là của vợ và vợ cho em cắt cái nền nhà đó, cái nhà của em. Còn cái nền nhà biết vợ. Còn quê ở bên ba mẹ em á có trồng cho cây ăn trái gì không? Dạ có chị. Tầm nhiều đời cây tài mít những cái tầm nhiều là nhiều. Ba mẹ em còn đầy đủ không ha? Dạ cũng còn đầy đủ chị. Ba mẹ em làm công việc gì? Cha mẹ em hả chị? Dạ cha mẹ em về nhà từ già thì mấy con gì tội thì cũng không có làm gì chị ơi.
Rồi trước đây cha mẹ em cũng làm vườn vậy đó hả? Hồi trước em cha mẹ em đi ghe, em đi phụ cha mẹ đi ghe, rồi sau này có vợ thì không ai đi thêm, rồi bán ghe, rồi cha mẹ cũng già rồi về chăm sóc vườn nữa. Em được mấy anh chị em ha? Dạ em thấy 6 anh chị em. Dạ Anh chị em của em có ai ở nước ngoài không? dạ không không có ai đi nước ngoài, có hai em nó đi chỉ đi lao động, nó tự đi mà lao động bên Nga hết. Dạ Em rồi em có phải là mẫu người đàn ông lãng mạn không? Những ngày lễ, những ngày Tết em có tặng quà cho vợ, cho người yêu không? dạ chị cũng có chị em cũng thích đó, thích nhiều đi mua sắm, thấy gì thấy người thấy ai bận là em xin vợ em mua đó, có em sắm mua cho nó vui đi chất được. Dạ khi mình mần trong một tuần lễ một tháng mình thấy nó cực độc. Rồi khi em nhậu vô xỉn thì em có nói nhiều không? Hay là em xỉn xong rồi em đi ngủ? Em ví dụ ngồi bạn bè thì nói chứ giờ em tỉnh em biết tiếng đường em ngủ mất tiêu rồi, em tỉnh thì mình mau ngủ lắm. Rồi những lúc Khi mà anh em bạn bè em nói dạ đi. chị nói chị Em nói đi. khi có bạn bè nói gì tài giỏi như trong mình nậu nó nhìn nghe vui cười ra vậy rồi tỉnh thì thôi giờ em tỉnh anh về, anh về ra về bạn ngủ rồi đó vậy đặc biệt không. Rồi Quê những em lúc ở Trà Vinh. em ở Trà Vinh hả? Ở Trà Vinh là có dừa sáp đó phải không? Dạ. Nhà em có trồng dừa sáp Đăng không? ký. Dạ, cha chỉ mới ươm trồng được mấy cây rồi chị. Còn này thì còn bán gì là khô cho ta nhiều. Thông tin đăng trên chị em hai với bạn đã 2 tháng rồi thôi, đã 2 tháng rồi. Vậy đó hả? Dạ. Ok em, rồi em coi video của chị Long chưa ha? Dạ hồi lúc trước thì em muốn coi cái lúc mà nghỉ dịch đó rồi cái nằm cái buồn buồn thấy coi nó cũng vui vui rồi cái em mới điện cho em nói nói vậy vậy đó cái nó hồ nó nói thì đăng ký làm sao nó tự đăng ký chứ em cũng không biết nữa chị, thầy không nói điện thoại để cái tin nhắn hay tin nhắn bên kia em không được không biết luôn á, chỉ biết nghe gọi bật nhạc nữa. Dạ Rồi em có để ý được câu nào trên kênh của chị không? dạ em có để ý người mà lâu quá rồi giờ không biết nhảy có bạn hay chưa, tại vì em nhắn tin cho chị mà thấy lâu quá rồi không biết người đó có bạn hay chưa, thấy cũng cùng quê rồi em thấy hoàn cảnh cô ấy kể em thấy cũng rất là dễ thương, ngàn người nó có mà không dễ mà không người có mà để mất em thấy rất là cũng thấy cũng xót xa, cô ấy kể lại hoàn cảnh em thấy người thì kiếm không có, người thì khó mà không cần. Thì cái người đó anh cứ chương trình đó anh điện nói chuyện chuyện sao thì không được rồi. Được, em có thể gửi coi số video của cô ấy qua cho chị sang ha. Anh gửi cái hình đó anh gửi qua Facebook hay là gửi ra bên đây chị? Phải gửi qua Facebook đi ha. Tại vì em thấy cô ấy cũng là cùng quê em nói những phần đó thì chị cũng hiểu được nhiều không chị. Chị nhiều cô quá, nhiều anh quá cho nên chị không có nhớ hết được em nha.
Anh chỗ ấy cũng có săn tu cũng khám mà anh trai cũng nhiều nhà cũng nói chuyện với thật thà, em cũng thích với người thật thà như thế chị ơi. Được cũng được thì cũng cái đó cũng là cũng người bạn cũng là coi như cũng cũng tôn trọng. Những lúc rảnh rỗi em thích làm công việc gì em? Dạ. Những lúc rảnh rỗi em thích làm công việc gì ha? Dạ, chứ rảnh rỗi em nghe nhạc, đi về nhà, có gì nhà, ra cầm về. Buồn vô bắt nhạc nghe, em thích nghe nhạc lắm chị. Dạ. Thế chứ. Em nói sao, chị nghe không rõ. Em khi muốn quay mình cũng hơi ngại, phải có gia đình rồi muốn quay người ta cũng giác cũng hơi ngại với chị. Ngại không dám quay nhà. Giờ biết người ta có thật lòng mình coi bởi vì em sợ. Ủa em hồi lúc chỉ mà cần... Hả? Em nói dạ, đi sao? Em nói đi. Em chỉ cần người thật lòng mình rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm một người yêu cho em muốn người đó ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được hay em muốn ở đâu đó thôi? Dạ đâu cũng được chị ơi, em cũng có mà đòi khỏi chồng với người hết tương là được. Chắc mẹ con chị mấy giờ không chị? Em chị 10 giờ mấy rồi ha. Dạ, hôm nay đi Việt Nam 10 giờ mấy. Từ nhà dịch bệnh giờ nó như làm đợi được mai nó mới không tháng nghe mấy ngày. Dịch bệnh em không có về quê sao? Dạ không có cho về quê chị ơi, tận như chốt cái tên này không có cho về quê. À dạ. Chỗ em á là bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ cũng ít chứ nhiều chị. Anh ở trên Bình Dương rồi thì còn đổ nhiều, còn chỗ em ở Long An cũng ít chị. Chỗ em có bị nằm ở vùng đỏ không? Hồi được rồi mới thoát lên cái vùng đỏ mà bây giờ nó nằm ở vùng xanh chị. Chị coi ở trên TV đó, thấy người ta chạy về quê quá chừng, em không có về hả? Chỗ người ta cho về, chỗ có em sao mà em điện về với quê khi mà tạo hỏi với công an nó như là khác tỉnh, nó không có nhận người khác tỉnh về quê nữa. Rồi nên em biết tệ, em không cho về chị. Bị kẹt cái đó luôn đó. Dạ, kẹt. Ông mà em ở đây, em làm ở đây rồi có ai quen với em không? Hay em có đưa lên đây một mình thôi? Dạ em đang làm sinh với em, con có người cậu. Dạ. Em làm một ngày á là mấy tiếng đồng hồ? Ngày 12 tiếng. Wow, dài giờ dữ vậy đó hả? Từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ 6 giờ sáng làm. 6 giờ về người ta đi nó 6 giờ chiều chứ 6 giờ sáng được. Rồi em làm một tuần em làm mấy ngày? Tuần làm chủ nhật được nghỉ. Thứ hai làm tới thứ bảy rồi chủ nhật nghỉ thì thứ hai làm lại được. Rồi em làm quá dài giờ như vậy rồi khi có người yêu không có thời gian dành cho người yêu không? Dạ, chúng ta đi mấy cái ngày chủ nhật đó, mình nghỉ rồi, thứ hai tới chiều mình cứ làm. Cũng có thời gian điện đài cũng có chị. À. 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, 6 giờ chiều rồi buổi tối rảnh đi chơi được phải không? Mình đuối quá về tới thì tắm rửa ăn khi làm ngủ luôn.
khi mà em nằm ngủ luôn là không được. Dạ không có, cũng cố gắng lắm hết chứ. Tại vì mình nằm cũng tới cái cũng phải đi tiết chứ miếng thời gian ta cũng tâm sự cũng 5-10 phút sao cũng đỡ nhớ chị. Thật sự không có, giờ cũng mà đánh quen nữa mà khi với gia đình cũng mà 5 mấy tuổi tới giờ. Vậy đó. Anh nhỏ thôi. Dạ. Dạ. Từ nhỏ tới lớn mình mới biết chăm lên tới Long An chứ nói được Sài Gòn Bình Dương chỗ nào anh cũng đâu biết đâu. Đó giờ ở nhà với mẹ thôi hả? Dạ, ở nhà mình với mẹ rồi cái đi về cái có vợ tới vợ mà như vợ thì chưa tao rồi có nhỏ cháu á nó mạnh tới đây mà cái nó ngồi thôi cậu ở dưới cũng làm gì trên phòng chú to rồi anh mới bước lên biết công ty thôi chứ đó mỗi cái lớn anh không biết công ty luôn. Em rồi em có phải là thông thường á, những người phụ nữ ở Việt Nam á, hay nói là đàn ông ở Việt Nam có tính gia trưởng á, thì em có phải là người đàn ông gia trưởng không? Gia trưởng. Tại vì nói thì không ai tin. Có vợ con thì còn hết nữa, thương quá bởi vì sanh tật chưa. Khi mình cũng mình tật về thấy vợ con gặp độ còn giặt phụ nữa mà rồi đi nấu nướng đi thấy vợ mệt cũng vô nấu rồi xong khi vợ anh đi làm đi thấy vậy cái vợ con thì sao cũng phải yếu mềm hơn mình được gia trưởng như nào nói như nào nghe thôi như nào thì tật mà em chị con cái ví dụ nào hồi trúng thì cái nào nói cũng nấu còn là nếu mà hiểu biết á đã biết tật mà còn tự nhiên thuộc cái đó cũng hơi khó xử á nào biết thì chỉ thử rất là dễ. Còn sợ những người không biết tử sự thôi. Anh chỉ sợ sợ những thôi chứ em tới 26 thì vợ con đến hạn cứ muốn chọc cho mất rồi chứ không vậy chứ muốn bút mắt hay là gì cũng không muốn làm vậy, cũng không thích vậy. Em vợ con đi làm mệt thì thấy vợ cười đấy, thấy nó vui đến phần nào. Em đó ngày lúc tại vợ em muốn làm cảnh tại đánh gia đình là già như là cũng còn thiếu nợ thì tự nhiên muốn vợ nó nóng vậy thì làm em vậy cũng cục hẩn tấm em thì cái nào nói thì phải cho rõ chứ tự nhiên vậy thôi tấm vậy tấm làm gì nữa đó có còn hở em cũng chịu rồi cũng được không cái đông nó chỉ nói là cái gì biết cái gì thì tí cho ai chọn chúng thì nhà cái bên còn hay như vậy. Rồi bà xã em trước đây làm công việc gì? Cũng làm công ty với, ở với em ví dụ như là làm nhà máy nhiệt điện đó chị. Nhà máy nhiệt điện hả? Dạ. Để vô làm thủ công này họ đó. À hả. Rồi giờ bà xã nó cực khổ. Em muốn cho về làm gần bà già. Bạn chị tưới như cái bãi cát nó thổi thì có ống nước tưới đựng cho nó bay bụi cho vô nhà dân người ta kêu đó. À, thì cái làm nó từ từ sau không thấy càng ngày càng tệ chiều về không có nấu cơm nấu nước thì không có lo cho con không cho tăng ca về cứ khó hỏi mẹ đâu mẹ đi chơi trời thấy con biết chuột con chịu đựng có bán tờ luôn nó không nổi rồi nó nói thôi đi được rồi nó nói chị em quýt vậy thì thôi đi đưa ta đi cứ đi sống rồi đi về cơm nước cũng không có chị đi chơi lấy xe đi đến cho thì lại đợi nó để con mẹ đi bả túi nó không thôi mà lại dở túi á dạ thấy vậy con chia tay chia cái anh thấy anh đâu cũng không có lỗi gì hết. Nhưng mà về mệt thì mệt nhưng mà thấy cười em nhà có mẹ nói nhà cha mẹ như vậy thì nói chuyện như chồng cha mẹ cười thì phái rồi thích rồi mà cái nào nó không thích rồi thôi tôi không thích rồi.
À, bữa gì gia trưởng chắc cũng hơi khó xuống vợ không chị, không thấy giờ chưa kịp gia trưởng nó bỏ đi mất tiêu thôi, có gì chỉ hiểu ý nhau là thấy là tốt rồi, muốn sắp được không chị? Dạ. À. Rồi à. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay ha. Chị hy vọng sau video này sẽ tìm cho em một nửa yêu thương nha. Em có lời nào chào khán giả không? Em chào chị, em xuất phát em cảm ơn chị mình rất nhiều, em chào hướng giải cho khán giả chị mình được sức khỏe nha.